Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở hai clip hồ sơ trước mình đã nói về Jo và Anja rồi. Hôm nay mình sẽ đưa nốt ông bố vào cho đủ bộ anh em trước khi vào clip. Mình mong anh em có thể tặng mình một like, một share, một subscribe để cho kênh của mình được phát triển nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Một, tiểu sử. Khi còn nhỏ, Noi được lớn lên ở vùng Nguyen Đông West Tanit, sống cùng cha và mẹ của mình. Cha của anh rất nghiêm khắc, trong khi đó người mẹ rất yêu thương anh. Chính vì sự mâu thuẫn của họ về việc nuôi dạy Noi dẫn đến sự tranh cãi của hai vợ chồng khá thường xuyên khiến Noi rất đau buồn. Thời còn nhỏ, anh ta chơi với ba đứa trẻ khác và thường hay chơi trò chơi trong một khu lưu trữ quân đội cũ. Anh muốn gia nhập quân đội cùng bạn bè của mình khi họ lớn lên. Tuy nhiên, cha của anh vô cùng tức giận và đã đánh anh vì sự thiếu hiểu biết của anh vì người Ostani và cách suy nghĩ về chiến tranh của anh. Anh em đừng nghĩ bố Noi đánh anh ta là vì ghét, thực tế là ngược lại, ông rất muốn Noi có một cuộc sống yên bình, cảm thấy bị bỏ rơi khi tất cả bạn bè anh ta đều có đồng phục và súng đồ chơi. Anh ta cuối cùng cũng nói dối cha mình để lấy tiền tiêu vặt và mua một bộ đồ chơi nính. Thế nhưng Noi đã thay đổi ý định chơi với những người bạn vì cảm giác tội lỗi và lập tức rời khỏi nơi trú ẩn. Tuy nhiên không may là quân đội Ostanit vượt biên giới và bắt đầu tấn công các tỉnh thành phố phía đông của Westanit. Họ tung một quả bom vào khu vực quân đội cũ nơi bạn bè anh ta dùng làm nơi ẩn náu. May mắn cho Noi là đã được cứu khỏi bởi chiếc mũ bảo hiểm. Sau khi cùng mẹ di tản khỏi quê hương, họ ở với họ hàng ở Kippen. Tuy nhiên sau đó nổ ra một cuộc công kích khác đã giết chết mẹ của cậu khiến Noi bị ám ảnh. Sau cuộc công kích, anh ta mất tất cả những người thân, gia đình và bạn bè và chỉ có nằm căm thù Ostania. Anh ta gia nhập quân đội Westanit dưới danh tính Jonan Sophie. Khi nói dối về tuổi của mình, tại đây anh ta được luyện những kỹ năng chiến đấu, ám sát, cải trang như một sát thủ. Nên gọi anh ta là Nắc Rốc Nàng Điệp Viên. Về sau anh ta chuyển từ việc là một người lính sang một điệp viên. Tại đây anh ta làm quen được với Frankie và Viola cùng với Sylvia. Sau này khi làm nhiệm vụ ngăn chặn Donovan Desmond, Twyla đã nhận nuôi Anja và kết hôn giả với Geoff Pryor để phục vụ cho chiến dịch Trick. Và từ đây gia đình máu chiến đã ra đời. 2. Về các mối quan hệ. Với gia đình Forger thì lúc đầu Noi tỏ ra là mình không quan tâm đến gia đình này và chỉ nghĩ là làm đúng việc là duy trì yên ổn cho gia đình. Tuy nhiên sau khi gia đình được thành lập, Noi đã có sự vui vẻ và quan tâm đến gia đình mình hơn. Đầu tiên là với cô con gái nhỏ bé Anja thì Noi thể hiện một sự nghiêm khắc trong việc học và chỉ mong sao cô bé có thể học thật giỏi để giúp ích cho kế hoạch của mình, hay nói đúng hơn là nhiệm vụ. Tuy nhiên sau khi nhận ra mình quá nghiêm khắc với con bé thì Noi muốn thay đổi, không muốn như người bố của mình và bắt đầu chiều lòng cô con gái bé nhỏ của mình hơn. Từ việc mua đậu phộng hay đi trên con tàu Princess Norlay, anh đều chiều lòng cô con gái của mình. Anh cũng tỏ ra giận dữ vì trong lần khủng bố bom chó, Anja đã theo bọn người xấu để rồi suýt nữa thì bị mất mạng. Noi mắng cô bé là vì sự quan tâm và lo lắng, cũng vì chiến dịch shit. Anh cũng rất dễ bị sốc và bất tỉnh khi Anja bị phạt Tony Church thứ hai. Đúng là làm bố khó thật. Tuy nhiên trong mắt tôi, Noi đang làm rất tốt công việc của một người cha rồi đó. Mối quan hệ với Jo. Nói về mối quan hệ giữa điệp viên và sát thủ này thì các anh em không lấy gì làm lạ cả vì quá nhiều tình tiết tình cảm của họ được tác giả thể hiện. Như trong lần Noi nghi ngờ vợ mình có liên quan đến cảnh sát ngầm, anh ta đã nắp máy nghe nén nên vợ mình, nhưng sau đó là cảm giác tội lỗi và bối rối khi nghe Jo bảo là em rất vui vì được làm vợ của anh Noi. Câu nói này đã chạm đến lòng của Noi và giảm sự đề phòng với Jo xuống. Hay như trong lần Noi hẹn hò với Jo thì Jo cứ nghi ngờ Noi đang chim chuột nên đã nốc rượu đến khi say mềm và chất vấn Noi và cho rằng anh đang chán ghét về mình. Noi đã suy ra ngay là Jo đang có tình cảm với mình. Noi tính tận dụng điều này trong nhiệm vụ của mình, tuy nhiên chưa kịp nói điều gì tình cảm thì Jo trong lúc quá e ngại đã cho anh một cước khiến anh bất tỉnh 5 phút. Khi tỉnh lại, anh đã nói rằng cô không cần phải cố gắng vì cô là một người vợ, một người mẹ và là một thành viên trong gia đình Forger. Và đây là một câu nói thật lòng, không hề có một dấu vết nào là nói dối hết anh em ạ. Điều này chứng tỏ rằng Noi đã có tình cảm với Jo, đúng là nửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
mối quan hệ với Frankie. Noi trong thời làm một người lính đã bắt gặp Frankie là một người lính của Ostania. Lúc đầu Noi có vẻ thù địch, nhưng sau này vì muốn không có chiến tranh nên anh đã bắt tay cùng Frankie, đã là một tình báo viên, và cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Khi hết lần này tới lần khác, Noi luôn tìm đến Frankie để hỏi thông tin cũng hoặc nhờ vả trông Anya. Mối quan hệ với Fiola là một điệp viên giống Twilight với mật danh Night Twilight, và cũng là đối thủ của Joe Forger trong việc tranh chấp vai người vợ nhà Forger. Dù cô có tình cảm với Twilight nhưng anh ta không nhận ra và để tâm đến, và chỉ coi cô như một người đồng đội, một người cấp dưới của mình mà thôi. Mối quan hệ với Cymbria, nói trắng ra là quan hệ đầy tớ cấp trên cấp dưới, nhưng tại sao mình lại nói là quan hệ đầy tớ, vì đơn giản cô cấp trên này của Twilight đích thị là một con hổ chúa siêu cấp dữ, khi bắt Twilight làm nhiệm vụ đến mức sức cùng lực kiệt và có thể sẽ hành hạ Twilight nếu anh ta không đi làm nhiệm vụ. 3. Các năng lực về sức mạnh thể chất. Noi có sức mạnh thể chất rất đáng nể, được thể hiện ở Chap 1 khi cứu Anya. Noi đã hạ gục tất cả đám bắt cóc bằng kế hoạch bột mì, hay như ở Chap 2 anh dễ dàng đánh bay và hạ gục những tên tội phạm khi kết hợp với Joe. Anh ta cũng được mài giũa rất nhiều kỹ năng đánh đấm khi ở trong khu quân đội. Sự đào tạo một điệp viên đã giúp cho kỹ năng đánh đấm của Noi lên một tầm cao mới, mặc dù nó vẫn kém uy lực hơn so với những đòn đánh từ người vợ của mình. Mà dù sao thì anh ta cũng đã khỏe và mạnh hơn một người bình thường rồi. Về thể lực và độ bền, Noi đã chứng minh là mình có độ bền cao khi có thể làm nhiệm vụ rất lâu và nhiều ngày liên tiếp, đến mức mà thân xác dã rời hồn bay còn đúng cái xác khô. Anh ta cũng có thể chiến đấu lâu dài mà không tỏ ra mệt mỏi nhờ được huấn luyện, là một người lính mà Noi có thể lực cực cao. Anh cũng có thể chịu được việc bị giò sút liên tục, mặc dù anh đã phòng thủ, độ bền của anh cũng khá đáng nể khi bị giò sút knock out bằng một cú đá khi anh ta thể hiện sự thân mật với cô để rồi bất tỉnh 5 phút. Về trí thông minh, Noi có trí thông minh rất cao, có thể nói là người chu đáo trong mọi việc, từ việc lên kế hoạch chăm lo việc nhà hay là ổn định chiến dịch Trick, không cái nào bị gián đoạn. Anh cũng dễ dàng nhận ra rằng Yuri đang nói dối và nhận ra cậu em vợ của mình là một cảnh sát ngầm. Twilight cũng rất nhạy bén, thấu hiểu cảm xúc của mình khi bắt ép Anya học quá mức để rồi nhận ra rằng mình không khác gì ông bố của mình cả. Ngay sau đó anh đã cố gắng thay đổi từ việc thấu hiểu cảm xúc của cô bé và bắt đầu có phương pháp dạy đúng nghĩa, miễn là không để cho kế hoạch Trick bị phá hoại. Tuy nhiên, dù cho có chu đáo đến đâu thì anh vẫn là một người rất dễ bị sốc khi mà ngay trong ngày nhập học đầu tiên, Anya đã knock out Damian bằng một cú đấm khiến cho kế hoạch A và B có những vết rạn nứt mà anh không hề nghĩ đến, và anh đã cố gắng bảo Anya hãy đi xin lỗi Damian đi, nhưng cuối cùng thì kế hoạch xin lỗi cũng thất bại khi Damian từ chối lời xin lỗi của Anya. Anh cũng khủng độ ở chap 68.1 khi Anya cho mình xem bài kiểm tra lịch sử 7 điểm và cố gắng làm lại một bộ phim về điệp viên để cố gắng truyền những kiến thức cho cô bé, nhưng cũng vứt bỏ vì Anya xem chả hiểu gì, trái lại còn cảm thấy chả hay gì hết. Nói chung tôi đánh giá cao về trí thông minh của Noi về mọi kế hoạch, và cho dù nó không thành công đi nữa. Về tốc độ, Noi đủ nhanh để hạ hết đám bắt cóc trong phần 1, cho thấy tốc độ cao của anh đã được mài giũa mà không thua kém gì mấy thằng mùa lắc. Hay là khi đối đầu với Jo, Noi đủ nhanh để đỡ những cú đấm cú đá từ Jo. Cũng may là cô vợ bất tỉnh đúng lúc, chứ không anh tôi cũng không qua khỏi mất. Anh ta cũng có khả năng neo trèo cực kỳ đáng nể, thể hiện qua tập 14 anime vừa qua. Anh ta dễ dàng neo trèo bắc cua qua bờ tường dễ dàng. Về sự nhạy bén, Noi cực kỳ nhạy bén khi trong tập 1 đã nhận ra tủ dùng để chặn cửa nhà đã bị xê dịch, hay là trong nhiệm vụ bom chó anh cũng rất cảnh giác với ám hiệu của Anya để lại, hay là như trong lần phỏng vấn tại trường Eden, Noi cực kỳ ý thức được hành động của mình đang được các giám khảo tại trường Eden quan sát. Sự nhạy bén của Noi được thể hiện trong lần hẹn hò với Jo, khi anh nhận ra ngay cô đang có tình cảm với mình và nhanh chóng bật chế độ Twilight và cố gắng giải thích cho Jo hiểu. Noi cũng cực kỳ cảnh giác và chỉ sau vài lời nói của Yuri đã nhận ra ngay cậu ta đang cố thăm dò mình để xem anh ta có đối xử tốt với Jo không.
Về khả năng cải trang, Noi có khả năng cải trang rất đỉnh đến mức mà không ai nhận ra được bộ mặt thật của anh. Anh thường dùng khả năng này của mình để thâm nhập vào các tổ chức hay là khi làm nhiệm vụ hoặc để thăm dò những người xung quanh xem có ai dính dáng đến tổ chức hay cảnh sát ngầm hay không. Được thể hiện qua lần anh tra hỏi do xem cô có dính dáng gì đến em trai của mình hay không, hay như khi nẻn vào trường Eden để có thể thay đổi kết quả bài thi của Anya, nhưng sau khi xem bài của Anya thì anh đã dừng lại và vẫn để kết quả bài thi như vậy. Đúng là không khác gì cái tổ kit nhỉ. Về khả năng nấu nướng và làm việc nhà, dù là đàn ông nhưng Noi thể hiện khả năng nấu nướng siêu đỉnh của mình. Tất cả Jo và Anya đánh giá là rất giỏi và anh có thể đảm nhận việc nấu nướng này hàng ngày, trừ một số tập là anh vẫn để vợ mình là Jo vào nấu. Biết là cô nấu dở nhưng anh vẫn cố ăn để không làm tổn thương Jo. Về ngoại hình, Noi có ngoại hình điển trai, cao ráo, có mái tóc màu vàng, màu da hơi ngăm, có đôi mắt màu xanh. Khi nào một điệp viên, anh ta sẽ mặc một chiếc vest màu xanh, đi giày màu da đen và đeo thêm một cái cà vạt màu đỏ và còn đội thêm một cái mũ nữa. Còn khi ở nhà thì anh ta mặc một chiếc áo cộc màu trắng, một chiếc quần dài màu đen. Khi vào vai một bác sĩ tâm thần học, anh ta mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu trắng, luôn dành cho các bác sĩ và trở nên thu hút các chị em ở bệnh viện, mặc cho việc họ biết anh có con và đã lấy vợ. Đúng là ngoại hình đẹp thì đi đâu, gái nó cũng theo mà. Về tính cách của Noi khi làm điệp viên rất nghiêm túc và luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến mọi việc xung quanh mình và chỉ có quan tâm đến nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên anh đã thay đổi rất nhiều về tính cách khi mà đã có gia đình Forger, từ việc quan tâm tới Anya cũng như lo lắng cho cô bé. Khi cô bé không được vui, Noi đã luôn tìm mọi cách để dỗ và làm cho Anya vui và cũng tỏ ra khó hiểu khi mọi cảm xúc của Anya quá khó đoán. Tuy nhiên, Noi cũng rất dễ cảm động khi Jo luôn nói điều rất là chân thành, khiến cho con tim của anh luôn cảm thấy áy náy và vui vẻ. Anh cũng tỏ ra sợ hãi khi không làm việc theo như cấp trên yêu cầu mà anh có thể sẽ phải đối mặt với sự hành hạ hoặc tệ hơn là bị xử tử. Từ đây tôi có thể suy ra Noi là một con người tuy có lòng tốt nhưng có sự lạnh lùng rất lớn, mà dù sao đây cũng là một đặc điểm của một điệp viên thôi. Một điệp viên thường không được quá nổi bật, nếu không sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Tuy nhiên anh cũng có một số tình huống thể hiện sự hài hước khiến cho các độc giả và người xem phải bật cười và bảo ông làm bố tốt hơn rồi đó. Một số sự thật khác. Tên thật của Twilight chưa được tiết lộ. Những cái tên anh đã dùng bao gồm Noi Forger, Jonah Sophie, còn cái tên thật của anh đa phần bị che đi đến nay vẫn không ai biết. Sự thật thứ hai, chiều cao của Noi là 1m75 đến 1m83. Sự thật thứ ba, Jury đặt cho Noi biệt danh là Naughty, cũng giống như là anh đặt biệt danh cho Anya là Chi Hoa Hoa. Sự thật thứ tư, Noi là một người chồng trên cả tuyệt vời khi mà Jo bảo cô toàn được Noi nuông chiều. Sự thật thứ năm, sau khi ăn cú đá của Jo vào cằm và bất tỉnh, khi tỉnh dậy cằm anh vẫn chưa biến dạng, nhưng khi về đến nhà thì nó đã sưng thành một cục thịt. Sự thật thứ sáu, trong lần Jury thách đấu Noi để nhận được sự ngưỡng mộ từ chị thì Noi đã thắng Jury gần tất cả. Sự thật thứ bảy, ông bác sĩ cấp trên từng đoán mò Noi là một điệp viên vì ghen tuông và thề sẽ khiến anh phải rời khỏi bệnh viện, nhưng ngược lại anh đã lên kế hoạch từ trước. Sự thật thứ 8, khi ngất và ngủ trên đùi của Jo, Noi đã nhớ lại những ngày tháng bên mẹ qua bài hát của Jo. Sự thật thứ 9, Noi đã cố gắng lấy lòng ông trưởng khoa nhưng ông ta vẫn ghét anh cho tới khi anh cứu ông ta khỏi vụ diễn xuất của mình. Quả là một câu chuyện cảm lạnh. Sự thật cuối cùng, sau khi Noi biết việc Jo cứu vợ của Donovan Desmond là bà Melia Desmond, anh đã lập tức lập ra ngay chiến dịch giữa các bà mẹ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ok, vậy là hồ sơ về anh chàng điệp viên đẹp trai cũng đã hết. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, share cũng như là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những clip mới nhất từ kênh của mình trong tương lai. Tớ là Đông, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!